Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình làm một cái video có nội dung là cách nuôi bộ lợn con mới đẻ nhá. Vừa rồi thì nhà mình có nuôi một con lợn cái, nó đẻ nhiều con quá. Thế thì bú của con lợn nó không có đủ nuôi. Thế nên mình thừa mấy con thì mình mới giáo xem ai có nuôi thì mình cho. Nhưng mà trong khi đó là không có ai đẻ cùng nên người ta cũng không có ai xin cả. Thế thì có một số bạn ấy bảo là đập lên nấu cháo cho chó nó ăn, thì mình coi như là mình cũng không làm như thế, và mình cũng thử một cách nuôi bộ lợn con xem nó như thế nào. Thì trong đó là mình có mua một cái bình này là với giá 18.000 và mua một cái gia đại lý lớn nhá. Mình mua một cái túi sữa nuôi bộ cho lợn con này, thế mình cũng thử nuôi xem nó có thành công không. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ, hôm nay là đàn lợn nhà mình là cũng nuôi được gần một tuần rồi, 6 ngày rồi. Thế thấy lợn nó phát triển tốt, nó ăn tốt lắm, mà mình có cho là có khả năng là nuôi thành công, nên hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nhá. Mình quay cho đây, con lợn con mình nuôi được một tuần rồi nhá. Mình hòa sữa cho ăn thì coi như là lợn ăn tốt lắm. Coi đấy, đấy các bạn, lợn mút rất mạnh đấy nhá, lợn rất khỏe mạnh mà không bị gì đi đái gì. Nên các bạn coi như là tôi mình cũng mới thử thôi xem nó như thế nào. Phương pháp này chỉ áp dụng cho những con đàn lợn và những nhà ai mà lợn đẻ một cái bị chết nhá, hoặc bị ốm, tức là không cái không nuôi được thì mình nuôi bộ. Mình mới thử có một tuần nhưng mà cảm thấy nuôi cũng rất dễ. Sữa thì ra đại lý mua ở đây nhá. Đấy, tinh đại lý to là có hết tinh sữa này. Đây các bạn xem. Đấy, lợn ăn rất tốt và lúc nào cũng đói ăn. Đấy, đấy. Mình lấy con khác nhá. Mình đây con này nhá. Đây, đấy, đấy. Đớp mạnh như thế này nuôi rất dễ. Mình tách mẹ hoàn toàn từ lúc mới đẻ đến giờ, nó coi như mình là mẹ. Đấy, coi như là mình là mẹ nó không biết mẹ nó là ai cả, nên nuôi nó rất dạn, là rất dễ và nó không kêu. Chứ nhiều bạn nói là bảo cứ thay đổi đàn cái thì mỗi khi bắt thì con lợn cái nó học không cảm thấy thấy nó khó khăn hơn. Nhưng mình nuôi thế này thì rất dễ. Đấy, đấy các bạn thấy lợn ăn. Mình bắt con khác nhá. À, con này mình bớt mấy con ra nhưng nuôi cho ăn riêng từng con một. Đấy, đấy, đấy. Đớp rất mạnh. Nên nhà bạn nào mà mình cứ nuôi bộ, đừng có đập cho nó phí. Đấy, ăn rất mạnh. Đây, các bạn đây, con lợn còn ăn như thế. Nên mình chia sẻ cái cách này, những người nào chưa biết cách này thì chúng ta áp dụng một cách này thì khả năng là chúng ta nuôi thành công thôi. Hôm nay là mình cũng làm một cái video rất ngắn để mình chia sẻ. Nếu các bạn nào mà thấy hay nhá thì ủng hộ đăng ký kênh cho mình và like kênh cho mình để kênh của mình cùng phát triển nhá. Xin cảm ơn các bạn nhá.